Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được cùng chia sẻ với quý vị những thông tin mới hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Và trong chương trình ngày hôm nay, 27 tháng 5 năm 2019, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng khó đạt kế hoạch phát triển chăn nuôi bò thịt đến năm 2020. Xã Hà Lâm, huyện Đạ Oai có trên 1.000 hecta sầu riêng được ứng dụng công nghệ cao. Thủy sản Việt Nam gặp khó vì đồng nhân dân tệ mất giá. Chuyên mục con số hôm nay, trồng vải thiều chín sớm trên cao nguyên, dự tính nhà nông thu lãi 500 triệu đồng cho mỗi hecta. Chuyện nhà nông liên kết phát triển vùng cà phê bền vững. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, theo kế hoạch đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020, thì hàng năm mức tăng trưởng của đàn bò phải đạt chỉ tiêu tăng khoảng 10%. Đến năm 2020, tổng đàn bò thịt trên địa bàn tỉnh đạt 100.000 con. Tuy nhiên, cho đến nay, tổng đàn bò thịt của tỉnh Lâm Đồng chỉ phát triển được trên 86.000 con và mức tăng trưởng hàng năm không đạt chỉ tiêu. Riêng chỉ tiêu đàn bò lai đạt tỷ lệ 75% trên tổng đàn bò thịt là có thể đạt được, do hiện nay số lượng bò lai đã đạt khoảng 60.000 con, đạt khoảng 69,5% trên tổng đàn bò thịt. Các địa phương có đàn bò thịt phát triển mạnh đó là các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và một số huyện phía Nam. Được biết, nguyên nhân của việc không đạt kế hoạch đề án phát triển bò thịt là do quỹ đất dành cho đồng cỏ và chăn nuôi ngày càng thu hẹp. Giá cả và đầu ra cho sản phẩm bò thịt còn bấp bênh, nên người chăn nuôi không mặn mà, thậm chí từ bỏ việc chăn nuôi bò thịt. Năm 2019, ngành chăn nuôi đề ra mục tiêu là phát triển tổng đàn bò thịt đạt trên 89.000 con, tăng 4% so với năm 2018. Thưa quý vị và quý bà con, tính đến nay trên địa bàn xã Hà Lâm, huyện Đạ Oai trồng được 1.200 hecta sầu riêng, trong đó diện tích cho thu hoạch trên 830 hecta. Theo đó, sau 3 năm vận động nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nên đã có trên 1.000 hecta sầu riêng được chăm sóc bởi hệ thống tưới bếp phun sương để tiết kiệm nước và phun thuốc trừ sâu tự động, mang lại hiệu quả cao cho thâm canh cây trồng. Qua đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, hiện thu nhập kinh tế từ cây sầu riêng mang lại trên địa bàn xã có 56 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng 1 hecta một năm, 75 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng một năm, 120 hộ có thu nhập từ 200 triệu đến 500 triệu đồng một năm và 20 hộ có thu nhập trên dưới 200 triệu đồng 1 hecta một năm. Xin được chuyển đến một câu chuyện sản xuất đáng chú ý tại huyện Đam Rông. Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở Đam Rông có những chuyển biến mới. Và Khánh Tường biết đó, kết quả này là nhờ sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, định hướng tốt, tạo bước đột phá mang lại hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, cao gấp 3 đến 5 lần so với cây trồng cũ trước đây. Một trong những thế mạnh đó là phát triển cây ăn trái. Đến nay, toàn huyện phát triển trên 700 hecta cây ăn trái các loại, chủ yếu trồng xen trong vườn cà phê. Nhiều loại trái cây đặc sản như vải thiều, bưởi da xanh, cam sành, quýt, mít, bơ và diện tích nhiều nhất là sầu riêng, góp phần thúc đẩy nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, không độc canh cây cà phê. Ngoài ra, việc chuyển đổi và trồng xen cây ở Đam Rông còn giúp nông dân tạo vùng canh tác bền vững. Đặc biệt, trong đó cây cà phê có tán che bóng, canh tác bền vững, tăng năng suất, tăng chất lượng, đồng thời môi trường được giữ gìn là tương lai lâu dài cho người nông dân. Liên tục chương trình, thủy sản Việt Nam gặp khó vì đồng nhân dân tệ mất giá. Chuyên mục con số hôm nay, trồng vải thiều chín sớm trên cao nguyên, dự tính nhà nông thu lãi 500 triệu đồng cho mỗi hecta. Chuyên mục chuyện nhà nông, liên kết phát triển vùng cà phê bền vững. Quý vị và bà con thân mến, xin được chuyển đến với một số thông tin chính sách nông nghiệp và những câu chuyện sản xuất đáng chú ý của quý bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành dự thảo thông tư ban hành danh mục loài cây trồng chính để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, các chỉ tiêu để lựa chọn cây trồng chính bao gồm diện tích, sản lượng, giá trị xuất khẩu, số giống của loài cây trồng đã được công nhận, số đơn vị đang sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Trên cơ sở kết quả phân tích một số chỉ tiêu của các loài cây trồng, tổ biên tập xây dựng thông tư đã thống nhất lựa chọn 7 loài cây trồng gồm lúa, ngô, lạc,
đậu tương, cà phê, bưởi, cam để đưa vào danh mục loài cây trồng chính. Thưa quý vị, thêm một thông tin rất đáng quan tâm khác. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, đồng nhân dân tệ liên tục bị phá giá và mất giá nhiều hơn so với đồng Việt Nam trước đô la Mỹ, sẽ tạo ra chênh lệch mất giá giữa nhân dân tệ so với Việt Nam đồng là rất lớn. Giá trị của Việt Nam đồng so với nhân dân tệ tăng lên, do vậy giá hàng hóa, trong đó có thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ cao hơn, gây khó khăn cho việc tiêu thụ. Hiện nước cạnh tranh xuất khẩu lớn nhất với Việt Nam tại thị trường Trung Quốc là Ấn Độ, đang có nguồn cung tôm giá rẻ hơn, lại thêm đồng ruby cũng bị phá giá sâu so với đô la Mỹ, nên chênh lệch mất giá với nhân dân tệ ít hơn so với Việt Nam đồng. Do vậy, Ấn Độ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc và Việt Nam sẽ bị áp lực cạnh tranh mạnh hơn. Nếu bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ làm giảm doanh số thủy sản xuất khẩu nói chung và sẽ tác động đến các thị trường khác trong khu vực. Không chỉ thủy sản, Trung Quốc còn là thị trường lớn của nhiều loại nông sản khác của Việt Nam. Việc nhân dân tệ mất giá có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nhóm hàng này trong thời gian tới. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 500 triệu đồng cho mỗi hecta. Đây là con số ước tính lợi nhuận cho người trồng vải thiều chín sớm ở Đắk Lắk vụ này. Thưa quý vị, từ đầu tháng 5 năm 2019, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu thu hoạch vải thiều sớm hơn vải thiều miền Bắc một tháng nên giá bán cao. Giá vải được thương lái thu mua tại vườn có giá dao động từ 35 đến 45 nghìn đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, người trồng vải có thể thu lãi gần 500 triệu đồng một hecta. Theo như thống kê sơ bộ, Đắk Lắk hiện có gần 400 hecta vải, trong đó khoảng 250 hecta đã cho thu hoạch, sản lượng hơn 2.100 tấn. Diện tích vải thiều tập trung chủ yếu ở các huyện Eka, Rông Năng, Mợt Rắc, thị xã Buôn Hồ. Theo đánh giá, vải thiều Đắk Lắk được các cơ quan nghiên cứu cây ăn quả kiểm nghiệm và được đánh giá chất lượng không thua kém so với các giống vải thiều chính vụ ở miền Bắc. Có thể thấy việc trồng vải thiều là một trong những hướng đi mới hiệu quả nhằm đa dạng hóa các loại cây trồng trên vùng đất Tây Nguyên. Tuy nhiên, bà con cũng cần lưu ý việc phát triển diện tích gắn với đầu ra cho sản phẩm nhằm giảm thiểu rủi ro rớt giá. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và quý bà con, nhận thấy nhu cầu thị trường về nấm bào ngư khá lớn nên cuối năm 2017, chị Võ Thùy Trang, ngụ xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đầu tư trồng nấm bào ngư sạch. Ban đầu chị Trang gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm làm giàu từ mô hình này, chị tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm. Nhờ vậy mà trại nấm bào ngư của chị ngày càng phát triển, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định. Chị Võ Thùy Trang sinh năm 1991, là sinh viên khoa công nghệ sinh học trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Trang quyết định trở về quê nhà và vận dụng vốn kiến thức đã học vào việc phát triển mô hình trồng nấm bào ngư sạch. Cuối năm 2017, từ nguồn vốn khởi nghiệp 60 triệu đồng, chị Trang đầu tư xây dựng nhà trại và mua 6.000 bịch phôi giống bào ngư về trồng. Tuy nhiên, thời điểm khởi nghiệp ban đầu, chị Trang gặp rất nhiều khó khăn, từ thiếu vốn, thiếu nhân lực có kỹ thuật cho tới đầu ra sản phẩm cũng không ổn định. Đặc biệt, meo giống phải đi mua lại từ đơn vị khác, nhiều khi không đảm bảo nên tỷ lệ lên giống thành công không cao. Không nản chí, chị cùng với chồng bắt đầu phân tích, tìm nguyên nhân thất bại để tiếp tục theo đuổi giấc mơ phát triển nghề nấm. Cái hướng trong thời gian tới của tụi em là ở đây là mình sẽ tiếp tục phát triển một cái loại nấm sạch mới, đó là nấm linh chi, để cung cấp đến người tiêu dùng. Song song đó thì có lẽ là tụi em sẽ mình tự mình làm ra được cái vịt phôi để mà mình trồng và cung cấp đến thị trường xung quanh. Chị Trang cho biết thêm, trồng nấm bào ngư không tốn nhiều diện tích, không phải xử lý bằng các loại phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, người trồng phải tuân thủ đúng kỹ thuật từ khâu xây dựng trại, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm thích hợp. Muốn nấm phát triển tốt, mọc dày, đạt chất lượng, người trồng phải mua phôi nấm ở những nơi đáng tin cậy, trong quá trình chăm sóc thường xuyên theo dõi nhiệt độ, nhất là khâu tưới nước. Phôi nấm từ lúc mua về, treo từ 50 đến 60 ngày sau thì bắt đầu cho thu hoạch. Một bịch phôi nấm thu hoạch khoảng 200 gram nấm một lần và thu hoạch trong 5 tháng. Đây là mô hình phù hợp với những gia đình ít diện tích đất sản xuất. Quý bà con thân mến, cà phê, một trong những cây công nghiệp chủ đạo của Lâm Đồng, đang hướng tới mô hình phát triển bền vững thay cho phát triển tự phát.
Một trong những điều kiện không thể thiếu để có một vùng cà phê bền vững là xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, trong đó không thể thiếu vắng sự hợp tác của người trồng cà phê. Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 10 chuỗi liên kết cà phê với tổng diện tích gần 9.000 hecta. Nông dân thuộc các chuỗi liên kết cà phê này đều là thành viên của các tổ hợp tác, tổ liên kết. Trong nội dung tiếp theo của chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chúng tôi xin mời quý vị và bà con cùng đến với một mô hình liên kết phát triển cà phê bền vững rất đáng quan tâm, học hỏi. Xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng, dù không nổi tiếng là vùng canh tác cà phê trọng điểm, song nơi đây có một diện tích cà phê tập trung với gần 1.500 hecta. Cây cà phê Ninh Loan được trồng từ năm 1990. Những năm về trước, đường đi còn rất khó khăn, khiến việc vận chuyển cà phê không dễ dàng. Hạt cà phê Ninh Loan bị giảm giá trị khá nhiều so với các vùng khác. Cho đến năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, Simesco Đắk Lắk, bắt đầu thực hiện việc liên kết với nông dân và mang đến những khái niệm rất mới về canh tác cà phê bền vững cho người nông dân Ninh Loan. Ngay khi bắt đầu hợp tác, công ty đầu tư 100% cho nông dân 275.000 cây cà phê chịu hạn và hiện nay những cây cà phê chất lượng cao ấy đã đơm hoa, kết trái, cho nông dân những vụ mùa thành công. Ngoài ra công ty lại còn có là hỗ trợ cho bà con là mỗi hộ gia đình đôi ủng về cái kéo cắt cành, rồi tài liệu ví dụ là quy trình chăm sóc cà phê in màu luôn để cho bà con dễ nhận biết. Rồi là quy trình bón phân ấy, thuốc bảo vệ thực vật thì phải bón theo đúng cái thuốc mà nhà nước mình cho phép, và vỏ bao thuốc và cái bao đựng phân là buộc là phải chôn tiêu hủy. Đấy, và khi cà phê mà chín trên 80% thì bắt đầu là với thu hoạch, mà thu hoạch thì phải phơi sấy ngay chứ không được để lâu. Thì từ đó thì là công ty mới mua cái giá cao hơn với giá thị trường là 500 đồng một ký để tăng thu nhập cho nông dân mà cái năng suất nó cao lên. Bộ tiêu chuẩn Simesco Đắk Lắk liên kết với nông dân Ninh Loan là bộ tiêu chuẩn cà phê 4C. Anh Trần Ngọc Nam, một hộ liên kết với Simesco cho biết, gia đình anh đã làm quen rất nhiều kỹ thuật và cách làm mới trong canh tác cà phê, tuân thủ quy trình do công ty hướng dẫn. Trồng cà phê từ năm 1995 đến giờ, nên là đến năm 2010 là bắt đầu là nghe áp dụng khoa học kỹ thuật là ghép cải tạo vườn. Thì năm 2011 là em bắt đầu em ghép cà phê. Em đi học ở những ông làm cà phê giỏi á, và được tập huấn ở bên nông dân là có cái chương trình 4C nữa là làm cà phê bền vững, là em tham gia em học và về em đã đi mua chồi đầu dòng và em ghép cải tạo vườn từ năm 2011, mà đến bây giờ thì cà phê của em đang thu ổn định và năng suất cứ khoảng 5 tấn một mẫu. Toàn xã Ninh Loan hiện có 700 hộ và 1.200 hecta tham gia liên kết với Simesco chia làm 11 tổ. Những quy trình này sẽ do các tổ nhắc nhở, giám sát lẫn nhau, thúc đẩy thành viên thực hiện đúng. Từ mối liên kết này, người nông dân đã ý thức rõ hơn về vai trò trách nhiệm của mình trong chuỗi liên kết phát triển cà phê bền vững. Khi mà mình liên kết bán cà phê cho cà phê sạch cho công ty mùng 2 tháng 9 ấy, thì mình được tập huấn kỹ thuật. Theo mấy năm thì có một lần được tập huấn và được hỗ trợ về cái giá cả. Mình mua cao hơn ngoài thị trường là 500 đồng một ký. Nhưng ở đây thì em áp dụng cà phê là bón là cân đối cả về đa lượng và hữu cơ, nên là nó giảm cái mức chi phí. Và cái công lao động của mình là mình làm giờ làm cà phê thấp và làm cành cà phê cơ bản theo là làm cà phê cành bàn tay, nên là cà phê không dao được tán và nó thu nhập nó ổn định. Để đảm bảo được chất lượng cà phê thì mình phải bón phân theo đúng yêu cầu nè, rồi các giai đoạn như mình bấm cành nó đó, họ yêu cầu là mình phải phơi là phải hái là phải được 90-95% mà mình phơi phải chà là chà không được có xay sát vỏ ra đó. Với việc được cấp mã số để truy xuất nguồn gốc, nông dân còn có thể biết được hạt cà phê của mình tới với nhà rang xay nào, ở đâu, và vô hình chung họ ý thức được vai trò của họ trong đường đi của hạt cà phê. Mối liên kết hợp tác này giữa doanh nghiệp với nông dân đã giúp địa phương hình thành vùng nguyên liệu cà phê có chất lượng, lấy đó làm nền tảng để phát triển vùng trồng cây cà phê theo hướng bền vững. Thưa quý vị và bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc cũng có thể gọi điện về số 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.